Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Cho nên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Vsmart Active 3 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Cái chiếc điện thoại này thì gây ra rất là nhiều những tranh cãi ở trên mạng khi mà mức giá niêm yết của hãng họ công bố ra nó sẽ dao động khoảng 4 triệu rưỡi đến 5 triệu. Như thế thì rất là nhiều bạn phản đối rằng là mức giá đó sẽ quá cao so với cả cái con chip Helio P60. Đấy, tuy nhiên khi các bạn mua hàng tại Sellnet thì sẽ có một số những bất ngờ như này. Đầu tiên đó là các bạn sẽ được lì xì ngay 500.000 trừ thẳng vào giá máy. Nhưng cái dịp Tết này là Sellnet là cứ lì xì 5 lít cái đã. Đấy. Tiếp theo nữa đó là các bạn sẽ được tặng thêm một cái loa Energy cộng với cả cái loa Energy này thì sẽ kiêm luôn sạc dự phòng luôn. Và nếu các bạn không lấy loa thì có thể quy đổi và trừ thêm 500.000 đồng nữa. Nghĩa là giá cuối cùng các bạn bỏ tiền ra để mua cái Vsmart Active 3, một cái sản phẩm mới của Vsmart, là 3 triệu rưỡi mà thôi. Lần này Vsmart định giá rẻ luôn, chứ không giống như kiểu là cái Vsmart Live mà họ định giá lên khá là cao, xong sau này thì giảm giá gần nửa. Đấy, Vsmart Active 3 giá rẻ luôn, 3 triệu rưỡi, các bạn thấy sao ạ? Đây là sản phẩm và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Và các bạn có thể thấy là cái hộp năm nay là nó thiết kế theo kiểu dạng màu xanh như thế này. Đấy, chúng ta sẽ có dòng chữ Vsmart này, Active 3 này, hình của sản phẩm đây. Đấy, camera thò thụt đây. Thực ra là ở trên mạng như nào là lộ ra là cũng đã lộ ra hết rồi. Đấy, logo Vsmart ở bên cạnh này nữa này. Và phía sau này thì chúng ta sẽ có cái thông tin, cái phiên bản mình đang cầm ở trên tay này là cái phiên bản RAM 4GB, bộ nhớ trong là 64GB. Nó sẽ có thêm một phiên bản RAM 6GB nữa, nhưng mà bộ nhớ trong thì vẫn giữ nguyên là 64GB. Vậy nên là theo cá nhân mình thì mình sẽ mua phiên bản RAM 4, bởi vì mình nghĩ là chip Helio P60 thì nó chỉ tương xứng với RAM 4 thôi, không cần phải lên RAM 6 làm gì, nó phí tiền ra. À đây này, đấy tí nữa thì bỏ sót này. Đấy, đúng rồi, ông Vin nó khác. Rồi, ok. Bên trong này chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ. Ở cái hộp nhỏ này chúng ta sẽ có một cái que chọc SIM. Và bên trong này chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng, và chắc chắn là phải bằng tiếng Việt rồi đã. Đấy, và chúng ta sẽ có một cái ốp lưng dẻo nữa. Cảm thấy không? Một cái ốp lưng dẻo như thế này để giúp máy có thể chống va đập được tốt hơn, cũng như là chống xước cho máy. Rồi, tiếp theo nữa nào. Bên trong hộp này thì Vsmart sẽ luôn luôn đầy đủ cho các bạn. Chúng ta sẽ có một cái cục sạc, và cục sạc này thì để mình xem có phải là cục sạc nhanh hay không. Cục sạc này đúng là cục sạc nhanh rồi, và nó là cục sạc nhanh 18W luôn nha các bạn nhé. 9V 2A hoặc là 12V 1.5A, rất hào phóng. Đấy, bên trong này chúng ta sẽ có những gì đây? Chúng ta sẽ có một cái sợi cáp chuẩn USB Type-C. Đấy, và chúng ta sẽ có thêm một cái tai nghe. Tai nghe này là thậm chí là tai nghe dây dù luôn nha các bạn nhé. Tai nghe dây dù chống rối luôn. Đấy, có nút tai này đây này, các bạn thấy chưa? Đấy, không biết là chất lượng như thế nào, nhưng mà ít ra là cũng mình nghĩ là cũng sẽ ngon hơn một số những loại tai nghe chống điếc ấy. Rồi, ok, bây giờ thì mình sẽ bỏ qua toàn bộ hộp phụ kiện qua một bên để nói chi tiết hơn về máy. Quay trở lại với Vsmart Active 3 thì cái điều đầu tiên mình cảm nhận được đó là cái mặt lưng của cái chiếc điện thoại này nó khá là đẹp mắt. Cái màu gradient này, các bạn thấy không? Nó sẽ thay đổi sắc độ khi mà chúng ta nghiêng đi như này, nhìn rất là đẹp luôn. Đó, ở phía sau này chúng ta sẽ có cụm 3 camera ở phía sau. Một camera chính có độ phân giải là 48MP, một camera góc rộng có độ phân giải là 8MP, và một camera hỗ trợ cho việc chuẩn xóa phông có độ phân giải là 2MP. Như vậy là cái thông số camera của nó là nó tương đối giống với cả camera của Vsmart Live. Nhưng mà không biết là về phần mềm tối ưu cho cái camera nó đã tốt hơn chưa, bởi vì là camera của Vsmart Live thì mình đánh giá nó cũng ở mức độ bình thường thôi. Ở đây chúng ta sẽ có đèn flash 2 tông màu luôn, đèn flash kép 2 tông màu. Đó, và cái dòng chữ 48MP ở đây. Cái Vsmart Active 3 này thì nó sẽ có cảm biến vân tay ở phía sau lưng này, rất là giống với cả Active 1 với Active 1 Plus. Đấy, chứ lại không để cảm biến vân tay bên trong màn hình, mặc dù sản phẩm này sử dụng màn hình Super AMOLED. Hơi đáng tiếc đúng không nào? Đấy, nhưng mà mình nghĩ là cái cảm biến vân tay ở phía sau này thì nó cũng sẽ có cái tốc độ nhận diện nó sẽ nhanh hơn là bên trong màn hình. Phía dưới này chúng ta sẽ có logo Vsmart và dòng chữ Vsmart ở đây. Và ở phía mặt trước này thì chúng ta sẽ có cái thông tin ghi rất là rõ ràng ở bên ngoài SIM này rồi. Đó, Active 3, màn hình thì sẽ là 6,39 inch, là tràn viền luôn. Đấy, lát nữa thôi thì mình sẽ cho các bạn xem. Và đây là sản phẩm màn hình tràn viền rẻ nhất ở trên thị trường hàng chính hãng bây giờ. 3 triệu rưỡi đã có một sản phẩm camera thò thụt rồi, đúng không nào? Đấy, camera thò thụt thì sẽ là 16MP này. Đấy, bộ 3 camera ở phía sau thì sẽ độ phân giải là 48 chấm đây. Đấy, bộ vi xử lý lõi 8 này ghi cho nó oai, nhưng mà thực ra nó là Helio P60, một cái chip tương đối cũ rồi. Đấy, nhưng mà mức giá này thì mình thấy là cũng gọi là ok. Đấy, chứ ví dụ như lên 4 triệu rưỡi đến 5 triệu thì cao quá. Đấy, còn pin thì sẽ là 4020mAh và có hỗ trợ sạc nhanh luôn. Đấy, sạc nhanh 18W luôn. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ boxing rồi nhá. Đây, nhân vật chính của chúng ta đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ khởi động nó lên. Và trong cái quá trình khởi động nó lên thì mình sẽ nói các cái cạnh của sản phẩm này nó sẽ có những cái gì. Ở phía bên cạnh trái chúng ta sẽ gồm phím tăng giảm âm lượng này. Phía bên cạnh phải chúng ta sẽ gồm một phím nguồn cũng như là một khay để chứa SIM và thẻ nhớ ở đây. Chiếc máy này thì sẽ hỗ trợ làm cái khay SIM line, nghĩa là chúng ta có thể tùy chọn là hai SIM hoặc một SIM một thẻ. Chúng ta sẽ có những gì nữa nào? Phía bên cạnh dưới chúng ta sẽ gồm cổng sạc chuẩn USB Type-C.
chúng ta vẫn sẽ có thêm loa ngoài, kèm theo đó là mic thoại và vẫn giữ được giắc cắm tai nghe 3,5mm. Ở phía trên này chúng ta sẽ có một cái chỗ để chứa cái phần camera pop up lên. Đấy, và các bạn có thể thấy là cái phần màn hình này nhìn nó đã tràn viền và nhìn nó rất là đẹp rồi. Phần viền hai bên cũng như là phần viền trên này làm tương đối mỏng đấy. Tuy nhiên là phần viền dưới mình thấy là như thế này là mức độ hợp lý. Đấy, nó không quá mỏng. Tuy nhiên nếu mà xét ở trên tham chiếu đây chỉ là một cái chiếc điện thoại 3,5 triệu thì như thế này đã là rất là mỏng rồi. Đấy, chúng ta phải xét ở trong cái tầm giá của nó. Đấy, ok, các bạn đợi mình một chút để mình sẽ set up qua để cho nó vào cái giao diện màn hình chính nhá. Trong cái quá trình chờ đợi cái giỏ này set up lên ấy, thì mình cũng sẽ nói luôn. Đấy là không biết là cái trọng lượng của nó như nào đấy. Tuy nhiên là mình cầm vào tay thì mình cảm thấy là nó cũng tương đối là vừa tay, nó cũng không đến mức độ quá nặng đâu. Đấy, rồi và cái mặt lưng ở phía sau này thì nó là mặt lưng bóng này, nên là chắc chắn là nó sẽ để lại mồ hôi dấu vân tay rồi. Và tí nữa thì quên không nói cho các bạn, đấy là cái chất liệu phía sau này thì nó chỉ là nhựa mà thôi nhá. Đấy, nếu mà đây chúng ta nói là so sánh sang với cả Active 1 Plus đi, thì đây thực sự là một cái sự cải lùi. Đấy, cái này là mình chia sẻ luôn thật luôn, không có phải giấu giếm cái gì cả. Khung viền của nó thì cũng chỉ là khung viền nhựa mà thôi, đây là một cái sự cải lùi rồi. Nếu mà chúng ta so sánh về mặt tổng quan thiết kế thì là thiết kế của nó đẹp hơn so với cả Active 1 cũng như Active 1 Plus. Và chắc chắn rồi, với một sản phẩm của Việt Nam, hàng chính hãng như này, thì chúng ta sẽ có sẵn tiếng Việt, có sẵn CF Play. Và tiếp theo nữa là cái giỏ này thì nó cũng sẽ được bảo hành 18 tháng, cũng như là sẽ có cái chế độ bảo hành đổi 1 đổi 1 trong vòng 101 ngày. Đấy, cũng là một cái chế độ bảo hành rất là lâu của Vsmart. Đây, và bây giờ thì chúng ta đã chính thức vào được màn hình rồi. Và chúng ta có thể thấy là cái màn hình AMOLED của nó rất đẹp luôn. Đấy, màn hình này là 6,39 inch, độ phân giải sẽ là Full HD cộng. Cái pixel chính xác của nó sẽ là 2340 nhân với 1080 pixel, cho ra cái tỷ lệ màn hình nó sẽ rơi vào khoảng 19,5 chia cho 9. Và bây giờ thì mình sẽ vào cái phần cài đặt để cho bạn xem là nó sẽ chạy cái VOS bao nhiêu nhá. Đây, hiện tại là nó có sẵn VOS 2.5 rồi. Đấy, và admin Kha với mình đã có một cái bài đánh giá rất là chi tiết về VOS 2.5, các bạn có thể tham khảo qua. Đấy, còn xem là Android là bao nhiêu đây. Android hơi đáng tiếc là vẫn chưa có Android 10 sẵn. Tuy nhiên chắc chắn 100% sản này sẽ được lên Android 10. Đấy, hiện tại thì nó vẫn đang chạy Android 9 thôi. Con chip thì là Helio P60 nhé các bạn nhé. Đây, và phần mềm thì cũng đã được cập nhật mới nhất rồi. Đấy, mới cập nhật vào ngày 1 tháng 11 năm 2019. Rồi, ở bên trong này để mình xem còn có những gì nữa không nào. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về giao diện camera của Vsmart Active 3. Đây là camera của nó đây. Nghe chừng là camera này có vẻ như là sẽ nhỉnh hơn camera của Vsmart Leaf đấy. Đấy, chúng ta sẽ có, đây là camera bình thường này. Đấy, zoom 2x này, nhưng mà đây chắc là chỉ là zoom số thôi. Đấy, chúng ta sẽ có camera góc siêu rộng ở đây. Đấy, các bạn thấy không? Siêu rộng luôn. Rồi, chúng ta sẽ có chế độ Super Night, nghĩa là chế độ chụp ảnh vào ban đêm, chế độ làm đẹp ở đây. Rồi là có những cái AR sticker ở đây. Đấy, rồi chúng ta sẽ có những gì nữa nào. Chúng ta sẽ có chế độ chuyên nghiệp. Với chuyên nghiệp 1x chúng ta có thể điều chỉnh được lấy nét bằng tay này. Chúng ta có thể điều chỉnh được cân bằng trắng này, theo độ cao luôn nhé. Chúng ta có thể điều chỉnh ISO từ 100 lên đến 800. Chúng ta có thể điều chỉnh được phơi sáng. Phơi sáng tối đa là 1/6 giây thôi. Nó cũng không phải là quá nhiều, nếu không muốn nói là ít. Đấy, tuy nhiên là cái phần phơi sáng tối thiểu của nó thì rất là ít này, 1/6400, nghĩa là chúng ta có thể chụp ảnh bắt chết chuyển động được. Đấy, rồi là chúng ta có thể điều chỉnh được EV nữa. Đấy, nhưng mà chế độ chuyên nghiệp thì không. Nghĩa là chúng ta đã set xong rồi thì EV nó sẽ có tự động thôi. Và chế độ chụp ảnh chuyên nghiệp này thì mình chưa tìm thấy chụp ảnh chuyên nghiệp với camera góc rộng đâu cả, mới chỉ thấy là camera góc thường ở đây thôi. Đấy, chúng ta sẽ có 48 megapixel ở đây. Đấy, chụp ảnh chuyên nghiệp có bật được cả 48 megapixel lên nữa. Đó. Còn để mình xem là cái camera trước của nó đâu. Lồi lên. Nhưng mà mình thấy là cái tốc độ lồi lên của camera trước này nó hơi chậm. Đây các bạn nhìn nhá. Chuyển ra phía sau này. Đấy, bây giờ mình mới thấy này, đây. Đấy, các bạn thấy không? Lồi lên rất là chậm luôn. Đấy, sản phẩm có gì chúng ta phải nói thẳng nói thật với nhau, không giấu giếm gì cả. Rất chậm, thực sự là cái điều này khiến cho mình không hài lòng một chút nào với cả cái tốc độ thò thụt lên của cái camera trước này, sao nó chậm thế nhỉ? Đây, chúng ta cũng sẽ có thể ấn nó vào như này. Đây như các bạn thấy này. Đấy, chưa chi là nó đã bị một cái lỗi này như thế này rồi này. Đấy, ấn hết, không được rồi này. Bị lỗi thật này. Buồn cười chưa? Các bạn thấy không? Bị lỗi thật rồi, chết rồi, cái này thì hãng bắt đền chết. Rồi. Rồi, ok, nó đã lên rồi nhưng hơi chậm. Đấy. Để mình xem là mình nghĩ là sẽ có bạn hỏi là xem là cái này nó có cái nhận diện khuôn mặt hay không. Để mình thử search ra nào. Đây, để mình thử xem nhá. Xem cái phần bảo mật của nó, xem có nhận diện
khuôn mặt hay không, Smart Lock này. Thử xem nào. Ok nhá. À, đây khuôn mặt tin cậy đây rồi, ok. Vậy là nó nằm luôn ở trong cái phần Smart Lock. Đấy, có nhận diện khuôn mặt thật các bạn ạ. Rồi bây giờ chúng ta thử nhá. Camera thò lên hơi chậm. Rồi. À, thử xem nào. Ôi dồi ôi, đợi mở khóa màn hình thế này thì chết. Thế này thì lâu lắm. Mấy cả mình thấy nó không nhạy. Rồi nhưng mà cũng có thể là trong tương lai thì Vin phải khắc phục cái điều này thôi. Mình thử lại nhé, thử lại xem nào. Thử lại nào. Nào thử lại nào. Mặt nhìn lại. À rồi đấy. Nhận rồi, bây giờ thì nhận rồi. Nhưng mà cái camera nó thò lên chậm quá. Nên thành ra là đấy, mấy cả thi thoảng nó vẫn bị trượt nữa. Đây này, mình sẽ cho các bạn xem luôn, tham chiếu luôn nhá. Ví dụ đây là cái điện thoại của mình đây. Đấy, các bạn nhìn này. Nó mở nhá, nhìn này. Đấy, rất nhanh luôn này, nhìn này. Đấy, các bạn thấy không? Đấy, để so sánh ra vào để cho các bạn biết là tham chiếu là so với cái điện thoại Vsmart này như nào. Nhưng mà thôi, cái điện thoại của mình là gần 20 triệu cơ. Còn cái này chỉ có 3 triệu mấy thôi thì thôi, cũng có thể gọi là thì cũng được, mình là người dễ tính mà. Đấy, nó thò lên dễ chậm như này. Ok, hôm sau thì mình sẽ có một bài đánh giá chi tiết về cái này. Với cả admin Kha bên mình sẽ có bài test game chip Helio P60 để xem là thời điểm hiện tại nó thể hiện như nào nhá. Rồi, và bất kỳ những thông tin gì về cái Vsmart Active 3 này, các bạn có thể truy cập trực tiếp vào website của 7S. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.